Kênh bán nhà quận 7 chính chủ. Hôm nay giới thiệu đến cô chú anh chị căn nhà tại mặt tiền hẻm 1979 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè nha cô chú anh chị. Nhà diện tích là ngang 4, dài 14 m. Nhà một trệt, 2 lầu, sân thượng trước sau, 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá là 6 tỷ 2 nha cô chú anh chị. 6 tỷ 2 thương lượng chính chủ. Hôm nay chủ nhà nhờ Phương qua review căn nhà để cho cô chú anh chị mình xem. Cô chú anh chị nào xem kênh chưa đăng ký kênh thì mình đăng ký kênh để theo dõi tiếp theo bất động sản bán nhà quận 7 chính chủ nha cô chú anh chị. Em quay trước đường xong mình đưa cô chú anh chị vào bên trong để mình xem bên trong căn nhà của mình. Đây là đường trước nhà mình là 20 m nha cô chú anh chị. Nhà mình hướng bắc à. Đây là học 1979 là đây là lại phòng công chứng, nó cho khoảng chừng 100 m nha cô chú anh chị. Là phòng công chứng. Ra chợ Phú Xuân nó khoảng chừng tầm 300 m thôi, còn vô trung vô Phú Mỹ Hưng á thì 10 phút. Vô Phú Mỹ Hưng thì 10 phút, qua trung tâm quận 1 nó khoảng chừng 30 phút nha cô chú anh chị. Qua trung tâm quận 1 nó khoảng 30 phút thôi. Đây là cái nhà mình 20 m luôn nè. Đây là căn nhà của mình nha cô chú anh chị. Ở nhà 2 lầu sân thượng á. Đây nè, đây là trước nhà mình, là đường này là đường 20 m luôn. Đây trong nhà xe hơi là chạy 2 chiều luôn. Để em đưa cô chú anh chị mình vào bên trong để mình xem bên trong nhà mình. Bên trong thì nhà trước cửa thì chủ nhà có trang bị cho mình ngồi cái sân ở ngoài, rồi vô trong một cái sân nữa để mình để xe máy thoải mái nha cô chú anh chị. Nhà mình hướng bắc nha. Xem bên trong nhà mình. Nhà mình thì hai lớp cửa nha cô chú anh chị, ở ngoài lớp cửa sắt nè, ở trong đây mình có sân để xe máy. Ở trong thì chủ nhà có lớp đá cho mình, một lớp đá ba cương. Rất là đẹp. Vô trong thì nhà mình còn một cái lớp cửa nhôm sifa nữa nha cô chú anh chị. Mua bán thì chủ nhà tặng hết nội thất luôn. Nhà mình là hẻm 1979, là bây giờ đường mới là Huỳnh Thị Đồng đó nha cô chú anh chị. Cách chợ Phú Xuân nó khoảng 300 m thôi. Nhà có diện tích ngang 4, dài 14 m. Nhà một trệt, 2 lầu, sân thượng trước sau, 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá là 6 tỷ 2. 6 tỷ 2 thương lượng chính chủ. Nhà mình có hỗ trợ vay ngân hàng 70% luôn nha cô chú anh chị. Để em đưa cô chú anh chị mình ra sau không gian bếp để mình xem bếp nhà mình. Đây là không gian bếp thì chủ nhà cũng trang bị cho mình, ở dưới cái bếp thì một lớp đá hoa cương, ở trên thì kệ bếp nha cô chú anh chị. Bên đây chủ nhà cũng trang bị sẵn cho mình cái bàn ăn. Cuối nhà mình thì cái nhà vệ sinh nha cô chú anh chị. Đây là cái nhà vệ sinh cuối nhà. Ở sau mình còn cái cửa sau nữa nha cô chú anh chị. Nhà mình cửa trước cửa sau nha. Cửa sau nhà mình cái hẻm nó khoảng chừng được 2 m mấy nha cô chú anh chị. Đó mà nhà được hai lớp cửa, cửa lớp cửa trước lớp cửa sau. Đây là cái quầy bar. Em đưa cô chú anh chị mình lên trên lầu 1 để mình xem trên lầu 1 nha mình. Cô chú anh chị nào muốn đi xem nhà liên hệ qua cho Phương, số điện thoại là 0913 781712. Phương sẵn sàng để đưa cô chú anh chị mình qua xem nhà nha. Nhà mình tất cả là cửa gỗ hết nha cô chú anh chị. Thiết kế nhà là 4 phòng ngủ là 4 vệ sinh trong phòng luôn nha cô chú anh chị. Nhà mặt tiền hẻm 1979 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà có diện tích ngang 4, dài 14 m. Nhà một trệt, 2 lầu, sân thượng trước sau, 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh. Chủ nhà cũng bán giá 6 tỷ 2. 6 tỷ 2 thương lượng chính chủ nha cô chú anh chị. Ở đây nhà mình có cửa sổ nè, mở ra rất là thoáng nè. Là cửa sau của nhà mình á.
Đây là cửa gỗ nha quý anh chị. Anh chú chú gì xem phòng trước của mình, nhà mình hướng bắc nha quý anh chị. Đó, tất cả nhà vệ sinh phòng đó. Nhà mình lầu 1 cũng có ban công nha quý chú anh chị. Đây, ban công lầu 1 của nhà mình đây. Nhà thì đường trước đường thì được 20 m. Xem đi quý chú anh chị, mình lên trên lầu 1 để mình lên lầu 2 để xem trên lầu 2 nhà mình. Em xin nhắc lại đến cô chú anh chị, nhà ở hẻm 1979 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, nhà mình mặt tiền hẻm nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mua về mở công ty hay mình làm spa gì đều được hết nha cô chú anh chị. Nhà có diện tích ngang 4, dài 14 m. Nhà mình có cửa sổ trời nha cô chú anh chị. Ngang 4, dài 14 m, nhà một trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán giá là 6.2 tỷ. 6.2 tỷ thương lượng chính chủ nhau chú chị. 6.2 tỷ thương lượng chính chủ. Đây là cái ban công sau nhà mình, đây xem từ sau đây. Đó, có thể mình để máy giặt ở đây, mình giặt đồ mình phơi ở đây nha chú chị. Ở ngoài này thì cái hẻm không có bị che không gian nha. Bên phòng nữa, nhà vệ sinh nằm trong. Em xin nhắc lại đến cô chú anh chị, nhà mình mặt tiền hẻm 1979 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà có diện tích ngang 4, dài 14 m. Nhà một trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá là 6.2 tỷ. 6.2 tỷ thương lượng chính chủ. Cô chú anh chị nào muốn đi xem nhà cứ liên hệ cho em sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị qua xem nhà. Nhà mình thì cách trung tâm Phú Mỹ Hưng nó khoảng chừng 10 phút nha cô chú anh chị. Đi vô quận 1 nó tầm khoảng 30 phút. Nhà mình thì đường lớn trước nhà 20 m nha chú anh chị. Đây là 1979 mình đi vô đây. Mặt tiền hẻm 1979 mua về có thể mình mở công ty rồi nha cô chú anh chị. Trước nhà mình rộng rãi luôn, đường 20 m luôn. Em xin nhắc lại đến cô chú anh chị, nhà ở hẻm 1, mặt tiền hẻm 1979 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà có diện tích ngang 4, dài 14 m. Nhà một trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán giá là 6.2 tỷ. 6.2 tỷ thì... Đây nhà mình có cửa sổ trời nha quý anh chị. Đó, cửa sổ trời đó. Em xin nhắc lại đến cô chú anh chị, nhà mặt tiền hẻm 1979 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà có diện tích ngang 4, dài 14 m. Nhà một trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ, 4 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán giá 6.2 tỷ. 6.2 tỷ thương lượng chính chủ. Nhà mình hướng bắc nha cô chú anh chị. Nhà mình cách trung tâm quận 1 nó tầm 30 phút. Mình vô Phú Mỹ Hưng khoảng 10 phút nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để ủng hộ kênh bán nhà giá rẻ cô chú anh chị. Em cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều nha.